con ra đời có mẹ cha, là trời cao biển lớn bao la. Từng ngày qua giữa tuổi ngọc ngà, con là nụ hoa bé nhỏ trong nhà. Nhờ công cha, nhờ nghĩa mẹ, con khôn lớn trong muôn lời ca. Xin ơn trên đổ xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày tháng an hòa. Bao nhọc nhằn dính trái đơm hoa, xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao đền đáp ân tình. Ơn biển trời ghi khắc trong tim, nuôi con bằng sữa tình yêu, và dạy con bằng tiếng thương yêu. Hôm nay đi cầu cho tổ tiên, các cụ. Ngày lễ cuối năm, chúc mừng năm mới cho các cụ. Tết nên tạ ơn. Vui vẻ, nên tạ ơn. Chú giống như thành phố chứ, núi non hùng vĩ. Alo, gia đình Trịnh Duy Cường và ông cầu cho bốn linh hồn vun xe, linh hồn an la, tiền thân hoàn hoàn cùng các linh hồn. Đây là phần bộ của bố này. Đây phần là mộ của cụ. Đây là phần mộ của ông nội. Trong nhà vô cùng Đức Giê-xu Ki-tô là Chúa chúng con. Lạy Chúa, con tin rằng có một nơi Chúa Trời là đáng thương và vô cùng. Con lại tin rằng tới Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy con tin vững vàng trong lòng chưa cái, và nhờ ơn Chúa vì con sẽ tránh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng đáng. Chúa và là cho chúng con.
Ngừng sống và hiến trì cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Khi ấy, ông Giu-đa Ma-ca-bê thủ lãnh Israel quyên góp được khoảng 2.000 quan tiền và gửi về Jerusalem để xin dâng nghi lễ tạ tội. Ông làm cử chỉ rất tốt đẹp và cao quý này vì cho rằng người chết sẽ sống lại. Chúa chăn nuôi tôi, thiếu gì. Chúa bảo vệ tôi, ôi còn là sao trời ơi. Người đã dẫn tôi đi trên đồng cỏ xanh rì, người đã dẫn tôi về bên dòng suối mát. Học về giáo lý
Và có biết như vậy thì chúng ta mới tin được rằng chính Đức Giêsu Kitô là ngôi lời nhập thể, là ngôi hai Thiên Chúa, là đứng cứu độ trần gian. Tại sao người xuống trần gian để làm gì, nhập thể để làm gì? Thưa là để cứu chuộc loài người. Như trong cuối bài phương hôm nay chúng ta thấy Chúa Giêsu đã nói rất rõ. Ý của cha tôi là sai tôi đến để cứu thoát tất cả mọi người, và sẽ không để mất một ai, và sẽ cho họ sống lại trăm ngày sau hết. Và chính Đức Giêsu Kitô xuống trần gian là để thực hiện cái ý muốn của Thiên Chúa Cha. Chứ còn thực sự Chúa Giêsu không thể nào thực hiện được cái ý muốn của mình, mà đây là thực hiện cái ý muốn của Thiên Chúa Cha. Chính vì vậy đấy, mỗi người Kitô hữu chúng ta hợp nhau đây thành một cộng đoàn, đến với những người đang an nghỉ trong thân xác đây, đã trở thành tro bụi. Chúng ta tin tưởng hoàn toàn tất cả các linh hồn, ông bà, tổ tiên, cha mẹ, những người thân thuộc của chúng ta đang nằm nơi đây, là những người đã được an nghỉ. Và an nghỉ ở đâu? Thưa, an nghỉ trong Chúa, trong nước Chúa. Chính vì thế, những người Kitô hữu chúng ta không cần thiết phải bày vẽ hay thể hiện một cái hành động khác với những người khác. Đó là chính những cái tâm tình, đó chính là những lời cầu nguyện. Bởi vì chúng ta tin rằng những người đã qua đời là các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người thân của chúng ta, khi đã chết đi là trở về với Chúa, đi viếng phần mộ của những người thân chúng ta đã qua đời nơi đây. Đó nghĩa là chúng ta tỏ một cái tấm lòng, một cái tâm tình như một lời chúc Tết. Thì hôm nay chúng ta chúc Tết những người đã an nghỉ nơi đây điều gì? Thưa, không phải là một lời chúc sức khỏe, cũng không phải là một lời chúc thịnh vượng, bởi vì những người an nghỉ đây họ đâu có cần sức khỏe nữa, họ đâu có cần thịnh vượng nữa, họ không cần, và họ cũng không cần phải ăn uống nữa. Thực sự là vậy, bởi vì ăn uống chỉ dành cho những người sống, tiêu tiền thịnh vượng cũng chỉ dành cho những người sống mà thôi. Bởi vì những người đã an nghỉ, họ sống với thần linh. Đó tức là mỗi người Kitô hữu chúng ta tin rằng những linh hồn, những người qua đời thân của chúng ta đang ở trên nước trời, đang ngự hưởng nhan Thiên Chúa. Và như thế họ không cần phải cần sẽ như chúng ta lời chúc sức khỏe, cũng không cần chúng ta phải bày cỗ to, cũng không cần chúng ta phải yêu nhiều, cho nhiều tiền, mừng tuổi nhiều tiền. Nhưng điều quan trọng đó chính là lời cầu nguyện, lời chúc Tết của chúng ta ngay đối với những người đã qua đời. Đó chính là lời cầu nguyện chân thành, chân tình, hiếu thảo lên đối với những người đã qua đời. Chính vì vậy chúng ta là những người Kitô hữu đã tin vào Đức Giêsu Kitô là đứng ban lại sự sống, và sẽ ban lại sự sống cho mỗi người chúng ta sau này. Và chúng ta cầu nguyện để xin Chúa tha thứ những lỗi lầm cho chính mỗi bản thân của chúng ta trong một năm qua, đối với Thiên Chúa, đối với gia nhân, cũng như chúng ta cầu nguyện như một lời chúc Tết đối với người đã qua đời, để xin Chúa thương tha các linh hồn còn đang nơi địa ngục, để được hưởng nhan Thiên Chúa nhanh chóng hơn. Và chúng ta cũng không quên được những lời cầu nguyện và những điều chúng ta mong muốn. Tuy rằng những người thân của chúng ta đã an nghỉ, nhưng vẫn đang sum họp
quây quần hiện diện cùng với các thánh trên trời, cũng như cùng với tất cả chúng ta, để sau này mỗi người chúng ta đều được phúc hưởng nhan Thiên Chúa, được hưởng phúc sự sống đời đời. Cầu nguyện và các việc hy sinh hãng mình, nhất là việc dâng thánh lễ, chúng ta nhập lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn hiểu rằng thánh lễ cần thiết biết bao cho các linh hồn trong luyện ngục, để chúng ta cố gắng tham dự thánh lễ sốt sắng và thường xuyên. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, khi sống lại từ cõi chết, Chúa đã mở cửa nước trời cho chúng con. Xin cho những ai đã từng tin cậy Chúa được vào hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa trên cõi trường sinh. Chúa ở sống và hiển trị muôn đời. Amen. Xin dâng lên Ngài người thân yêu đã ra đi rồi. Xin dâng lên Ngài người thân yêu nay về cùng Chúa. Vui xin Ngài gió thương chiều tràn hòa ánh quang để người ra đi. Xin Chúa nhận nghi lễ bởi tay cha để ta tụng tôn vinh danh Chúa và hữu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Nhờ lễ tế vô song này, xin giải thoát họ khỏi tử thần giam hãm và cho họ được sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa của anh chị em ta ở cùng cha, hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạm Chúa là Thiên Chúa chúng ta thật là chính đáng. Thank you.
để tri ân với các linh hồn bên phần mộ của các bậc tiền nhân, ông bà, cha mẹ, anh chị em, bạn hữu chúng con đã an nghỉ tại nơi đây. Để hợp ý với cha, trong thánh lễ dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa cho các linh hồn đã qua đời được hưởng bên tôn nhang Chúa. Đặc biệt hôm nay, giáo xứ Cẩm Phả và cộng đoàn chúng con lại được sự hiện diện của cha Phêrô Phạm Văn Nghĩa, là cha quê hương của Cẩm Phả chúng con. Mặc dù công việc của cha vô cùng bận rộn trong những ngày cuối năm, song cha vẫn dành thời gian để cùng cha xứ chúng con hiệp dân thánh lễ tri ân và ký nhớ tổ tiên trong những ngày cuối năm này. Con xin thay lời cho toàn thể cộng đoàn giáo xứ Cẩm Phả xin hết lòng cảm ơn, tạ ơn cha quê hương. Xin Chúa xuân luôn ban tràn đầy hồng ân chúng cho cha sức khỏe, một năm mới dồi dào hồng ân của Thiên Chúa, của công ty và các công nhân, một năm mới dồi dào sức khỏe trong hồng ân Thiên Chúa và đạt được những năm kết quả mới. Xin chân thành cảm ơn. Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn quý cha và toàn thể cộng đoàn cho tổ tiên và cha mẹ chúng ta những món quà của ngày cuối năm. Món quà đó không phải là vật chất mà là lời cầu nguyện. Chúng ta mừng tuổi các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ chúng ta bằng lời cầu xin Thiên Chúa cho tổ tiên ta được phúc của Thiên Chúa ban xuống. Nếu các ngài đã được hưởng ánh trăng Chúa thì các ngài đại cầu lòng chúng ta. Cha là trời cao biển lớn bao la, thương ngày qua giữa tuổi ngọc ngà, con là nụ hoa bé nhỏ trong nhà, nhờ công cha nhờ nghĩa mẹ, con khôn lớn trong muôn lời ca. Xin ơn trên đồ xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày tháng an hòa, bao nhọc nhằn xin trái đơm hoa. Xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao đền đáp ơn tình, ơn biển trời ghi khắc trong tim, nuôi con bằng sữa tình yêu và dạy con bằng tiếng thương yêu. Là lũ hoa bé nhỏ dài khờ, con nhờ mẹ cha mới trở nên người. Bàn tay cha dòng sữa mẹ, xin ghi nhớ không bao giờ quên. Xin ơn trên đồ xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày tháng an hòa, bao nhọc nhằn xin trái đơm hoa. Xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao đền đáp ân tình, ơn biển trời ghi khắc trong tim. Bộ ông bà ngoại nhờ công cha con không lớn trong muôn lời ca. Tiếp. Xin ơn trên đồ xuống muôn nhà, rồi cho mẹ cha ngày thay thanh đường, bao nguyện xin Chúa đưa môi ba. Nuôi con bằng sữa tình yêu và dạy con bằng tiếng thương yêu. Là nụ hoa bé nhỏ dại khờ, con nhờ mẹ cha mới trở nên người. Bàn tay cha dòng sữa mẹ,
cha ngày tháng an lành.